Lực lượng mũ nồi xanh bại trận của Mỹ trong chiến tranh Việt Nam Trong chiến tranh Việt Nam, lực lượng đặc biệt mũ nồi xanh khét tiếng của Mỹ đã phải trả giá đắt cho các hoạt động đánh phá miền Bắc. Vào đầu những năm 60, Mỹ bắt đầu gia tăng các hoạt động quân sự tại miền Nam Việt Nam và họ cũng tiến hành song song các hoạt động điều động lực lượng đặc biệt đánh phá sâu vào các khu vực hậu phương của lực lượng quân giải phóng miền Nam. Một trong những lực lượng đặc biệt đầu tiên tham chiến tại Việt Nam là Green Barret hay lực lượng mũ nồi xanh. Tuy nhiên, kỳ vọng sẽ tạo ra sự thay đổi lớn trong các hoạt động quân sự của Mỹ tại miền Nam Việt Nam của Green Barrett đã sớm trở thành thảm họa. Green Barrett bắt đầu tham chiến tại Việt Nam vào ngày 24 tháng 5 năm 1964. Đây là một phần của nhóm nghiên cứu và trinh sát SOJ. Nhiệm vụ của họ là hỗ trợ cho các hoạt động quân sự tại Việt Nam. Nhiệm vụ của Green Barrett là tiến hành các hoạt động đánh phá luồng sâu và bên trong hậu phương của quân giải phóng miền Nam, làm gián đoạn sự phát triển của phong trào cách mạng tại miền Nam Việt Nam. Lực lượng này thậm chí còn liều lĩnh nhảy dù xuống miền Bắc Việt Nam để đánh phá. Tuy nhiên, phần lớn quân nhảy dù xuống miền Bắc đều bị bắt ngay sau khi tiếp đất. Ngày 21 tháng 9 năm 1965, lầu năm góc bắt đầu cho phép lực lượng mũ nồi xanh tiến hành các hoạt động trinh sát dọc theo biên giới giữa Lào và Việt Nam để nghiên cứu tuyến đường mòn chiến lược Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, việc mở rộng các hoạt động trinh sát đánh phá dọc theo đường mòn Hồ Chí Minh đã trở thành thảm họa đối với lực lượng mũ nồi xanh nơi riêng và các lực lượng đặc biệt khác của Mỹ nói chung. Vào cuối năm 1965, hoạt động trinh sát của Green Barrett bắt đầu trở nên lung lai. Những lực lượng thực hiện nhiệm vụ trinh sát theo đường mòn Hồ Chí Minh, phần lớn đều chịu chung số phận một đi không trở lại. Năm 1968 đã trở thành một năm đen tối đối với các hoạt động của lực lượng đặc biệt Mỹ. Chiến dịch Mậu Thân năm 1968 đã dán một đòn chí mạng vào các hoạt động quân sự của Mỹ trên toàn miền Nam. Đầu năm 1970, mũ nồi xanh và các lực lượng đặc biệt khác của Mỹ phải co cụm về các khu vực đô thị. Đến năm 1972, họ phải rút dần về nước theo hiệp định Paris. Một số nhà phân tích quân sự cho rằng mũ nồi xanh đã rơi vào vết xe độ của CIA tại chiến trường miền Nam. Họ thất bại ngay khi mới đặt chân đến Việt Nam bởi lòng yêu nước, tinh thần quả cảm của nhân dân Việt Nam.